Thôi được rồi, bây giờ tôi tính gì đi. Nhỏ này về bển ngủ. Dạ đúng rồi. Về ngủ dưỡng sức nghe chưa. Dạ. Còn tôi với ông á, bây giờ á là phải mình đi ngủ, tìm cách nào đó tính cho bằng được cái cách để cho ngày mai nó phải thắng. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi đó. Má con nói đúng á, bây giờ con cứ về phòng ngủ đi. Còn ba má suy nghĩ ra cách nào mà hay nhất, rồi ba má chạy qua phòng báo cho con biết liền. Đúng rồi. Dạ con đi đi. Trời ơi, con thương ba má của con quá à. Ơi. Ba má đúng là thiên thần hộ mệnh của con. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, ban tổ chức chúng tôi có theo dõi và kiểm tra thì thấy có một số nàng dâu vi phạm một số vấn đề. Xin mời ông. Các nàng dâu đã thọ giáo những thân nhân của mình những phương thức và cách nấu nướng các món ăn. Và điều này chúng tôi cho rằng đã vi phạm những điều mà không thể chấp nhận được. Đó là sự sơ sót của ban tổ chức trước khi diễn ra cuộc thi mà chưa kịp ra nội quy thông báo. Cho nên tôi quyết định cách ly ba nàng dâu trong 3 ngày trước khi cuộc thi bắt đầu. Các ông chồng của các nàng dâu có thể tiếp tế lương thực hàng ngày cho các nàng dâu, nhưng chúng tôi giao trách nhiệm cho cậu quan theo dõi các cha mẹ, phụ huynh, anh chị, cô dì, chú bác, cậu mợ của các nàng dâu không được cứu diệt. Riêng phần vệ sinh sẽ có người giám sát chặt chẽ, đó là người bí mật mà của ban tổ chức chúng tôi đề nghị ra, đó là ô xin bé xíu. Bé xíu sẽ theo dõi chặt chẽ, cho nên các anh chị không thể nào liên lạc bằng thư tín, điện thoại, Facebook. Nói chung tất cả mọi liên lạc cầu cứu bên ngoài đều bít cửa. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cho cậu Quang và bé xíu nhớ rõ. Dạ. Từ hôm nay hai người phải có nhiệm vụ sát sao theo dõi những thân nhân của các cô dâu đang hiện diện ở trong nhà này. Vì tôi thấy họ có những hành vi đáng nghi và tôi lại sợ rằng họ manh động nhằm hạ gục đối phương để họ giành lấy những thắng lợi về phần họ và con gái của họ. Một ngày mới với yêu thương tràn đầy.